Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, vừa chủ trì cuộc họp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và 9 địa phương liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 500 kV mạch 3 kéo dài, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị nhận định các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành dự án, đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2024, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trước tính chất quan trọng của dự án, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7 năm 2023, thống nhất việc giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua, giữ đúng hướng tuyến của dự án đã được cập nhật, thống nhất với EVN-NPT và EVN để khẩn trương cập nhật vào quy hoạch tỉnh. Đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan trong triển khai thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ được giao.